Conor McGregor, võ sĩ hàng đầu làng MMA, xô xát với bạn trai Megan Fox tại thảm đỏ. Mới đây, tại lễ trao giải MTV Video Music Award được tổ chức ở thành phố New York, ngay tại lễ trao giải, hình ảnh cuộc xô xát giữa võ sĩ Conor McGregor với rapper Machine Kelly tràn lan trên các mặt báo. Cảnh hỗn loạn xảy ra trên thảm đỏ trước khi lễ trao giải bắt đầu. Theo nguồn tin tiết lộ trên Mail, Conor McGregor đã đề nghị Machine Kelly chụp ảnh cùng khi anh đứng bên Megan Fox. Tuy nhiên, Kelly từ chối. Hai sao nam lời qua tiếng lại rồi trở thành một vụ ẩu đả. Trong lúc đôi bên cãi nhau, vệ sĩ Kelly được cho đã xô đẩy McGregor, khiến võ sĩ rơi chiếc gậy và đổ cốc nước đang cầm trên tay. McGregor liền hất chỗ nước còn lại vào đối thủ và tung cú đấm. Cả hai đều nổi giận định lao vào đánh nhau, nhưng các vệ sĩ và đồng nghiệp đã ngăn lại. Megan Fox cũng cố gắng kéo bạn trai ra xa. Kelly và McGregor đều không hề hấn sau vụ xô xát. Họ cố gắng bình tĩnh trở lại để tiếp tục dự lễ trao giải. Conor McGregor, cựu vô địch UFC, vốn đang bị thương, phải chống gậy sau trận đấu hồi tháng 7. Tại sự kiện, Machine Kelly đi cùng nữ diễn viên Megan Fox, trong khi Conor McGregor sánh đôi với vợ Dee Deblin. Nam ca sĩ 31 tuổi sau đó lên sân khấu biểu diễn cùng rocker Travis Barker. Theo US Weekly, Conor McGregor phủ nhận tấn công Machine Kelly vì bị từ chối chụp ảnh cùng. Chuyện đó hoàn toàn sai, không có lời đề nghị chụp ảnh nào cả, phía võ sĩ UFC nói. Trả lời phỏng vấn Entertainment Tonight, McGregor ngập ngừng. Tôi không biết gì, anh ấy xuất hiện và tôi chẳng biết gì cả. Tôi không biết anh ta là ai ngoại trừ việc Machine ở cùng với Megan Fox. Không có chuyện gì xảy đến với tôi. Tôi chỉ chiến đấu với võ sĩ chứ không phải một rapper. Tờ US Weekly cho biết Conor McGregor có tiền sử làm loạn nơi công cộng. Không những thế, anh cũng có nhiều scandal tai tiếng. Năm 2018, vị võ sĩ ném ghế và những đồ vật khác vào chiếc xe buýt đang di chuyển do Khalid Nurmagomedov và các võ sĩ UFC lái khiến một số người bị thương. Thời điểm đó, McGregor bị cáo buộc 3 tội danh tấn công và bị phạt nặng cho hành vi liều lĩnh của mình. Đầu năm 2019, Conor McGregor vướng vào scandal con rơi dù cho tay đấm này vừa mới có con với Dee Deblin. Tình hình càng tệ hơn khi Terry Murray, người phụ nữ tự nhận có con với McGregor, đã đăng tải những hình ảnh thân mật giữa hai người. Thậm chí cô nàng còn tuyên bố rằng sẵn sàng xét nghiệm ADN để chứng minh cô không nói dối. Người đẹp Terry Murray tuyên bố rằng cô và McGregor đã qua đêm với nhau sau một cuộc vui hồi năm 2017. Sau đó Murray đã mang thai và hạ sinh đứa trẻ vào năm 2018. Mọi chuyện vỡ lở khi Murray làm giấy tờ cho đứa trẻ và điền tên McGregor vào phần người chịu trách nhiệm. Theo lời kể của Terry Murray, cô và Conor McGregor có quan hệ chỉ 4 tuần trước khi Dee Deblin hạ sinh con trai đầu lòng cho siêu sao MMA. Là dĩ nhiên, ngôi sao người Iceland một mực từ chối và sẵn sàng làm xét nghiệm ADN để chứng minh mình trong sạch. Sau đó, thông tin về mẫu thử ADN của Conor McGregor và bé Clodagh đã hoàn thành và không có bất kỳ điểm trùng hợp nào. Theo lẽ đó, Clodagh không phải là máu mủ của Conor McGregor. Cho đến nay, Conor McGregor vẫn chưa lên tiếng gì về vụ việc, nhưng tin đồn có con rơi hẳn đã khiến gia đình của Conor McGregor phải lao đao một thời gian. Ngay sau khi vụ việc con rơi vừa tạm nguôi ngoai, Conor McGregor lại vướng vào scandal khác còn nghiêm trọng hơn, quấy rối. Có một người phụ nữ đã lên tiếng kiện một vận động viên nổi tiếng vì hành vi quấy rối vào tháng 12 năm 2018. Ngoài ra vụ án còn có thêm 4 nghi can khác. Theo lời người tố cáo, sự việc xảy ra tại khách sạn Beacon, Dublin. Iceland hiện tại có rất ít ngôi sao thể thao kim triệu phú với lượng fan đông đảo và hùng hậu như Conor McGregor. Do đó, The Notorious là khách mời danh dự của khách sạn danh tiếng này. Một trong những nhân chứng về vụ việc khi đó đã chia sẻ, lần gần nhất McGregor đến khách sạn Beacon là vào tháng 12 năm 2018. Báo đài của Iceland cũng đã đưa tin về vụ việc quấy rối vào thời gian đó, tuy nhiên không hề nhắc tên Conor McGregor. Người phát ngôn của cảnh sát Iceland cũng chưa xác nhận rằng liệu có phải Conor McGregor có phải kẻ tình nghi hay không. Tuy nhiên, ông đã cho biết đó là một vận động viên đã từng bị bắt vào tháng 1 ngày 17 và được tại ngoại sau đó để cảnh sát tiếp tục điều tra. Tất cả đều là những điểm tương đồng với Conor McGregor. Cho đến nay, thông tin về vụ việc cũng chưa được công bố gì thêm, trừ việc Conor McGregor từng trả lời rằng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Báo chí Iceland cũng chưa tiết lộ danh tính thật của vận động viên nổi tiếng trong vụ án. Lần khác vào tháng 9 năm 2020, McGregor thừa nhận đã hành hung một người đàn ông tại quán rượu ở Dublin, Iceland. Theo TMZ, McGregor đã hào phóng mua rượu Proper 12, thương hiệu do chính McGregor lập nên, mời tất cả những người có mặt. Tuy nhiên, một ông lão đã từ chối nhà ý của nhà cựu vô địch UFC tới 2 lần liền. Không rõ cả hai đã lời qua tiếng lại những gì, nhưng sau đó McGregor đã đấm thẳng vào mặt người đối diện kia. Ngay lập tức, hai người đàn ông đứng gần đó đã phải can thiệp thì tay đấm 30 tuổi mới chịu rời đi. Nhiều người rất tức giận trước hành động này và nói rằng những quán bar ở Ireland sẽ không chào đón Conor McGregor. Mọi người cảm thấy kinh tởm trước hành động của anh ta và thái độ của anh trước vụ ẩu đả. Sẽ không ai cho anh vào quán bar lần nữa, một chủ quán bar cho biết.
Sau vụ ẩu đả, người đàn ông được cho là nạn nhân của Conor McGregor đã lên tiếng rằng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi hay bất cứ bồi thường nào.